nó đẹp đẽ chút xíu để lên hình nhìn xấu lắm. À, được chưa? Tướng vẽ tháng gì được chưa? Chưa, em chưa có quay. Ý, chỉ có sửa soạn đi. Được chút này để lên cái nhìn rồi đi cát cả nước luôn á. À, giỡn đâu á. À, đúng rồi, sửa soạn cái gì. Chê chết luôn á. Vậy ha. Ừ. Không, người ta không chê đâu, người ta vui chứ ai đâu chê. Đẹp vậy ai đâu chê. Nha. Yeah. Bây giờ vậy ha, em bấm để quay hình nha. Rồi. Thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vĩ rất vui khi được chào đón hai chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây chúng ta sẽ trò chuyện với chị cầm micro và chị có thể giới thiệu đến cho Tuấn Vĩ cũng như là cô chú biết được tên tuổi của mình ha. Rồi, yeah. Rồi. Trước thì chào Tuấn Vĩ. Dạ. Năm nay cũng còn mùa xuân mới. Yeah. Còn chúc cho Tuấn Vĩ, gia đình Tuấn Vĩ là làm ăn phát đạt, phát tài. Yeah. Làm ăn đâu được đó, gia đình vui vẻ. Yeah. Sau đó chúc cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước cũng được giàu sức khỏe. Yeah. Chị là tên Trần Thị Nhung. Yeah. Sinh 1970. Yeah. Chị em với lại Hà đây. Yeah. Nay đi chung với Hà. Yeah. Rồi vậy... Hà kiếm một nửa yêu thương của mình. À, vậy là đi chung là coi như lo công việc cho chị Hà. Lo công việc cho chị Hà. Rồi có khi nào chị Nhung lên đây thì người ta thích chị Nhung rồi sao? Chị Nhung có gia đình rồi. Yeah. Chị Nhung có gia đình rồi. Hồi nãy chị nghe chị Nhung nói là chúc cho mùa xuân đó, thì là vậy là chắc là mình cũng còn xuân ha. Còn chứ, nhưng mà nay còn nó mấy hôm mấy à. Dạ, yeah. Người ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi. Đúng rồi. Tháng 2 cờ bạc, tháng 3 bán nhà. Bởi vì cờ bạc là phải bán nhà. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Ok chị Nhung, thì em hiểu được cái lời giới thiệu của chị rồi. Thì bây giờ chúng ta trò chuyện với chị Hà một chút ha. Dạ. Em chào chị Hà ha. À, chị Hà có thể giới thiệu về cái đời tư cũng như là tuổi tác của mình cho cô chú anh chị biết ạ. Dạ, trước hết là em lai sống đây. Dạ, chị cho cái micro gần chút xíu ha. Dạ, nhờ anh Tấn Vĩ và kết nối yêu thương cho em. À. Tại vì trước hết là em xin chào anh Tấn Vĩ. Dạ. Và các cô chú và anh chị cộng đồng mạng. Dạ. Sức khỏe dồi dào. Dạ. Vậy rồi chị Hà là năm nay là bao nhiêu tuổi? Em là tên tuổi của em là Phạm Thị Hà. Năm nay là em sinh năm 1973. À, 73 tuổi trâu. Dạ. Dạ. Tuổi trâu bởi vì là Tuấn Vĩ nhớ ra nhanh như vậy bởi vì là Tuấn Vĩ cũng có bà chị là tuổi sửu. Dạ. À, nói tuổi trâu thì nghe nó cần càng quá, nó tuổi sửu. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì hiện tại thì ở nhà thì chị Hà đang còn sống với ai? À, em sống với một người con út. À. Năm nay là được 18 tuổi rồi, là con trai. Hiện tại là em có hai cháu trai. À, và cháu một trai. Cháu lớn là năm nay là 24 tuổi, đã có gia đình riêng. Và em thì hiện tại thì đang ở là một mình, độc thân. Ông xã mất được 9 năm rồi. Hiện tại là em buôn bán ở tại nhà. Yeah. Tự lo cho các con. Thì để cho các con được trưởng thành. Yeah. Nói chung là ông xã cũng mất được 9 năm nay rồi. Tội nghiệp. Thì tới giờ các con thì nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi. Thì em cũng cảm thấy là mình nuôi các con như vậy là nuôi dạy các con được trưởng thành rồi. Thì em muốn là mình thấy nói chung là bây giờ càng ngày mình tuổi càng lớn. Thì em muốn là có một người bầu bạn với em. Thì để tới còn tức là một lửa yêu thương đó. Thì chị tất cả có mấy người con rồi? Dạ em có hai người con trai. À hai người con trai. Dạ. Đứa sau 18 tuổi. Dạ đứa sau 18 tuổi. Còn đứa trước lập gia đình chưa chị? Dạ đứa trước thì là 24 tuổi đã lập gia đình, đã có một cháu gái rồi. Ồ vậy ha. Dạ. Vậy thì bây giờ sống trong gia đình là chỉ có hai mẹ con rồi thôi. Dạ có hai mẹ con. Dạ. Rồi hiện tại thì chị Hà thì làm công việc gì? Dạ em buôn bán ở nhà. Tức là nhà bán quán trà sữa. À bán quán trà sữa. Dạ bán quán trà sữa. Dạ. Vậy thì cái thu nhập và cuộc sống của gia đình hiện giờ thì nó cũng có được ổn không? Và thu nhập dạ, nó là sao? Dạ nói chung là ổn anh. Ổn. Thì em có nhà cửa đầy đủ hết. Dạ. Dạ thì em buôn bán tại nhà đó là nói chung là thu nhập em đầy đủ. Con trai út của em cũng có công ăn việc làm. Ổn định.
Thì em buôn bán như vậy là cũng, nói chung là về cuộc sống thì về kinh tế thì cũng không phải lo lắm. Nghe qua giọng nói thì có vẻ như là chị Hà là người Bắc Nam Tư hay gì đó ha? Dạ đúng rồi, em là người Bắc, sống em là người Bắc Giang, nhưng mà là lấy chồng vào trong Sài Gòn này được 30 năm rồi, nhưng mà ông xã đã mất được 9 năm rồi. Vậy rồi còn chị Nhung thì người ở miền Nam hả? Thường á chị thì nói đây thì em cũng nói theo cái nhìn nhận thực tế mà trong thời gian qua em thấy được á. Dạ chắc là chị Hà nhường micro cho chị Nhung chút xíu ha, em trò chuyện với chị Nhung chút xíu. Thường trong thời gian qua đó chị, thì khi bản thân Tuấn Vĩ mới vô miền Nam cũng vậy, cũng nghe ở trong miền Nam đó hay nói cái từ là ông bất kỳ đó mày, hay là bả bất kỳ đó mày. Đúng, đó có, thì có. Thật sự là ban đầu đó thì lúc đó em còn nhỏ mà, lúc đó mới ra đời khoảng 24 tuổi à, thì em cũng cũng thấy nó hơi lạ lạ, chứ em không biết là có cái quan niệm là người ta không có thiện cảm mấy với người ở ngoài Bắc. Đúng rồi. Thật ra là đúng rồi. Vậy. Nếu mà nói khách sáo thì có thể là không nói ra điều đó, nhưng mà nói đúng ra là cái điều đó là nó thực tế. Đúng, nên là có sao thì Tuấn Vĩ nói như vậy. Thì ý Tuấn Vĩ muốn hỏi đây á, thì khi chị Nhung bạn bè với chị Hà là người dân ở ngoài Bắc, thì chị thấy cái cách sống của người ngoài Bắc với cái tình cảm của người ngoài Bắc, thì đối với chị Nhung thì chị Nhung thấy thế nào? Thấy cũng như người Nam mình thôi, cũng bình thường, cũng vui vẻ, cũng này nọ, cũng như mình thôi. Tại hồi xưa người ta nói vậy chứ giờ cũng y, Nam Bắc nó cũng y nhau. Nó cũng bình đẳng vậy thôi. Chính Tuấn Vĩ đây cũng bị là người ta nói điều đó, cho nên là Tuấn Vĩ bây giờ cũng hỏi coi cái tư tưởng và cái đánh giá cá nhân của chị Nhung như thế nào. Thì tuy rằng hôm nay hai chị đi chung á, thì em cũng biết rằng là chắc chắn là hai người cũng là đồng cảm. Đúng rồi, đúng rồi. Người thân thiết thì mới có cái dịp đi chung như thế này. Và sẵn đó nữa thì Tuấn Vĩ cũng xin có đôi lời nhắn nhủ là thật ra kẻ Nam người Bắc hay là người miền nào thì cũng có kẻ tốt người xấu. Đúng thật rồi, sự đúng là rồi. Ở đâu cũng có kẻ tốt người thì xấu. Thì nãy chị cũng nói vậy đó. Nên là hôm nay được tiếp xúc với chị Hà thì thật sự là em rất là thiện cảm với những cái câu chào hỏi đầu tiên, chứ không có như là cái dị nghị rằng là người Bắc đúng rồi, gọi đúng là rồi. Bất kỳ ăn đâu muốn cái gì đó. Đúng rồi. Hồi nhỏ như không biết nói vậy thôi, chứ giờ liệu lớn suy nghĩ ra ai cũng như vậy thôi. Nam Bắc nó cũng chung một nhà vậy thôi, chứ có khác biệt gì đâu. Em nói như tương vị vậy đó, cũng kế có người tốt kẻ xấu thôi, chứ đâu phải mình đánh giá hay cũng vậy có đâu. Kẻ tốt kẻ người xấu, đúng rồi. Có kẻ này người kia. Đúng rồi. Nhưng mà chị biết không, sẵn đây thì em kể cho hai chị nghe một câu chuyện là em có quen biết với một cái anh đó kêu bằng anh Hùng, Hùng Đặng, là rất là thân thiết. Ảnh là Việt Kiều, ảnh Việt Kiều Mỹ. Ảnh có hát với Tuấn Vĩ một ca khúc là Nếu Có Yêu Tôi. Thì ngày đó anh em gặp nhau lần đầu tiên đó, thì ảnh thấy Tuấn Vĩ đang lay quay hình này kia đó, thì ảnh là Việt Kiều về. Thì ảnh thấy cái hình thức làm việc này kia của Tuấn Vĩ thì ảnh quan sát và ảnh thích. Anh thích thì ảnh lại làm quen. Thì anh em mới trò chuyện này kia với nhau. Rồi cũng có sau đó thì rủ đi uống cà phê, rồi cho đến là những cái cuộc giao lưu. Rồi cũng có đôi ly nhâm nhi để anh em trò chuyện. Thì anh Hùng mới cởi mở đó. Thì sau đó thì anh Hùng có về nhà em chơi rồi này kia đó. Thì cho đến ngày ảnh về Mỹ, thì cách đó khoảng vài ba năm sau, thì ảnh mới nói với Tuấn Vĩ rằng là kể từ khi gặp Tuấn Vĩ thì ảnh có một cách nhìn nhận khác là giữa cái vùng miền người miền Bắc với người miền Nam. Chứ còn trước đó thì ảnh cũng có hơi kỳ thị về người miền Bắc. Nhưng mà đó là ảnh nói vậy đó. Nhưng mà kể từ khi gặp Tuấn Vĩ đổ về sau đó thì ảnh có một cái nhìn khác. Đúng rồi. Đó, thưa quý vị, cho nên là ý Tuấn Vĩ muốn nói ở đây là chúng ta tiếp xúc thì chúng ta mới biết được, chứ chúng ta không có vơ đủ nắm được. Đúng rồi. Tiếp xúc mới biết được. Vậy là đối với chị Hà đây thì chị Nhung với chị Hà này quen biết nhau lâu chưa? Từ hồi mà em Hà mua nhà về nay mười mấy năm hả? 11 năm mà chị em mà vẫn bình thường coi như chị em vậy đó. Vậy là về ở gần nhà chị. Đối diện nhà chị luôn. À. Đối diện như đây là cái bàn vậy đó. Ừ. Đó,
đối diện sát bên em nhà. Hiểu rồi. Nếu vậy đó thì thật sự là cũng không còn phải nghi ngờ gì nữa, bởi vì ở đúng cái chỗ rồi. Là đã sống với nhau 11 năm rồi thì đã hiểu về nhau rồi, cho nên là cái việc mà kỳ thị đó thì theo em nghĩ là hai chị giữa hai chị là không còn nữa là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chúng ta cũng nếu có ai có quan điểm đó thì cũng nên đánh giá lại. Đúng rồi. Bởi vì ở cái chỗ theo như Tuấn Vĩ được biết là do trước đây thì là giữa hai miền đó nó có chia cắt và tư tưởng của hai miền nó cũng khác. Nhưng mà sau này rồi thì khi được hòa nhập lại với nhau á, thì người dân thì nó chẳng có tội lỗi gì hết. Người dân không có tội lỗi gì và người dân sống thì theo Tuấn Vĩ nghĩ là ở đâu vùng nào thì cũng có kẻ tốt người xấu hết. Đúng rồi. Thì ha. Thì mình sống tốt, người ta sống tốt mình. Vậy thôi. Dạ, ok chị. Đó, vậy đó. Rồi em cũng bày tỏ để cô chú anh chị chúng ta để hiểu nhau hơn và hơn nữa là chúng ta đoàn kết giữa hai miền. Đúng rồi. Dạ. Ok, rồi cho em gặp lại chị Hà chút xíu ha. Dạ, thưa chị Hà, vậy thì theo như cái quan điểm của chị mà chị lấy một người chồng đó, thì là chị có thích người chồng của mình là ở vùng nào, miền nào không? Miền Nam hay miền Bắc hay miền Trung gì đó không? Thì nói chung là em sống trong Sài Gòn cũng lâu rồi. Bây giờ thì thực sự là em cũng muốn ở gần nơi em ở, là cũng như là người Nam vậy đó. Nói chung em cũng tiếp xúc với người Nam nhiều, thấy người Nam cũng rất là dễ thương. Nên là em cũng muốn là một người gần chỗ em để cho nó tiện qua lại cho qua nó lại. Dễ. Thật ra thì Tuấn Vĩ là lấy vợ ở trong miền Tây. Và Tuấn Vĩ được sinh sống và làm việc ở trong miền Nam và miền Tây nói chung là cũng hơn 20 năm. Thì nếu mà đánh giá chung á, về con người thì đúng thực sự là Tuấn Vĩ rất là cảm mến người miền Tây, miền Nam. Cảm mến nhiều lắm. Tuy rằng là cái nơi mình sinh ra là Tuấn Vĩ sinh ra và lớn lên là ở Nghệ An, miền Trung. Tuy rằng bên cạnh đó thì đi ra làm việc ở Hà Nội, đi hát hò này kia ở Hà Nội cũng nhiều. Nhưng mà cái nơi mà Tuấn Vĩ thích nhất là nơi Tuấn Vĩ sống hiện tại bây giờ là ở miền Tây. Dân miền Tây, dân miền Nam này kia thì cũng rất là dễ mến. Và hơn nữa thì cái quê của Tuấn Vĩ thì ở ngoài kia thì đã đành, Vĩ cũng hiểu con người này kia ở ngoài đó. Và Tuấn Vĩ nói chung á, thì là ở đâu cũng có kẻ này người kia. Nhưng mà môi trường làm việc với lại khí hậu á, thì miền Nam là tuyệt vời, hả chị ha? Vậy bao lâu rồi chị không có về ở ngoài miền Bắc chị? Chung là cũng 25 mà. 25 rồi em chưa có về. Quê năm gốc rồi thì cũng tính dự định về nhưng mà do cái dịch bệnh á, cho nên là... Quê gốc thì ở đâu chị? Quê gốc em là ở Bắc Giang. Ở Bắc Giang. Ngoài Bắc Giang. Ở trên đó hình như là miền núi luôn á chị ha? Cũng có miền núi. Có miền núi nhưng mà em thì ở dưới đồng bằng. Thưa chị là khi chị chọn một người chồng thì chị thích người đó như thế nào và chị ao ước cái người đó là như thế nào? Em thì chị thích một người chồng là hiền lành và chung thủy, và biết yêu thương vợ con. Vậy là em đầy đủ rồi. Chứ em cũng không có cần là phải điều kiện là cao sang. Nếu mình nói về kinh tế thì tự hai người cùng gây dựng. Vậy thôi chứ em cũng không có điều ước gì hết. Nói chung tuổi cũng còn trẻ nên là cái chuyện là hai vợ chồng gây dựng thì là cái điều cũng tốt cho tương lai sau này nữa chị ha. Còn mình đặt ra cái trường hợp là nếu mà người chồng đó mà muốn chị về bên chồng sống thì không biết là chị còn vướng bận ở gia đình mình có nhiều điều mà chị khiến chị không đi được không, hay là nó có thuận lợi cho chị không? Nói chung là thì bây giờ em còn một người con trai Úc, năm nay là 18 tuổi. Mà cháu thì nói chung là cũng chưa có gia đình. Thì nếu như chẳng hạn như là cũng để coi hai người mà đến với nhau cũng tùy theo. Nếu như cảm thấy mà ở gần nhau thì cũng có thể qua lại. Còn không thì là em sẽ thu xếp gia đình, thì hai người sẽ tính sau. Còn ví dụ như cái trường hợp thứ hai mà gọi là nếu mà một người đàn ông về đó sống thì thấy chị có thấy bất tiện lắm không? Nói chung không có bất tiện. Con em đó cũng rất đồng ý. Không có sao. Về với sống với em thì càng tốt. Không có gì.
Nói chung là Vĩ là làm trong công tác kết nối nên Vĩ cũng hỏi, đặt ra thử đặt ra tình huống. Dạ. Bởi vì biết đâu ví dụ như là cái điều đó nó diễn ra thật thì hoặc là cái người bên kia để cho cái đối phương người ta biết được. Dạ. Là cái hướng nó như thế nào cho nó tiện. Dạ. Dạ. Còn cái công ăn việc làm đó thì hiện tại là chỉ bán trà sữa. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là nếu một mai đó ảnh mà hướng cho chị một cái việc gì đó nó có thể là nó phù hợp hơn và thu nhập nó tốt hơn thì cái khả năng của chị thì làm được, chỉ làm được những việc gì? Nói chung là em thì việc gì em cũng làm được, trừ mỗi một việc là của đàn ông đó là em không làm được thôi. Làm chồng không được. Đúng rồi. Nhưng mà nói về vai mà làm chồng mà làm vợ là em thì làm được, làm vợ là em làm được. Nội trợ ha. Còn từ khi mà ông xã em mất là 9 năm nay á, một tay em là lo cho các con, em vừa làm cha mà vừa làm mẹ luôn. Và hai bên gia đình thì không có ai lo cho em được một cái gì hết. Tức là cũng không ai giúp đỡ cho em. Tự em khác lo cho các con được trưởng thành. Nói chung là con thì nó cũng có đầy đủ như người ta vậy thôi. Vậy thì nếu ví dụ như mà một mai đây mà ảnh có tạo điều kiện cho chị làm một cái việc gì nó to lớn hơn thì chị cụ thể là chị có kinh doanh được không? Ví dụ như là mở ra một cái shop đồ áo nào đó hay là mở ra một cái đại lý gì đó, sữa hay là nước ngọt hay là cái gì gạo việc cái này kia, ví dụ vậy thì chị có đảm nhiệm được những cái việc đó không? Dạ được. Ok, em còn cái đó là em làm được hết á. Tính toán này kia được. 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 Tính toán được ha. Đó là đêm chính luôn. Em cũng bây giờ đang cũng như là ý tưởng của em cũng đang muốn là mở một cái đại lý gạo. Ngay tại nhà luôn. Ồ, vậy Tuấn Vĩ nói y chóc luôn ha. Vậy là chắc là cũng cái duyên nó sắp tới rồi đó. Tại vì em thì nói chung là cũng không có thường coi của anh, vậy thì có chị em này thì em từ đó giờ em cũng mãi mê là làm và lo cho các con á. Không có thời gian, thấy chị em lên cái kênh của anh Tuấn Vĩ thấy vậy cái là em coi là em thấy thích liền. Vậy là do chị Nhung phải không? Do chị Nhung giới thiệu. Đấy, em thấy thấy anh Tuấn Vĩ là rất chi là có duyên với lại cái kết nối yêu thương này đó, mà em rất thích xuống đây để nhờ tới anh. Cảm ơn hai tầng đi liền đó. Cũng như là gặp lại chị Nhung chút xíu. Giới thiệu hai tầng đi liền đó, thấy không? Hôm nay là tại chị Nhung suối. Chị Nhung suối. Không, chị Nhung suối xuống gặp Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ cũng coi kết nối yêu thương cho em Hà cho chính xác đàng hoàng. Để mốt bắt công đấu thừa chị Nhung nó khổ nữa. Thật ra đó chị, thì cái hình thức kết nối này đó thì nó Tuấn Vĩ thì cảm thấy là không phải là mình làm mà mình khen, và Tuấn Vĩ thấy nó có ích lợi thực sự. Bởi vì ví dụ như vậy nè, nói đơn giản đi, trước đây cái thời mà mình phổ thông đó là chưa có cái hình thức kết nối mà Facebook rồi này kia. Đúng rồi. Nhưng mà cũng nhờ ông Facebook mà mình kết nối được lại những cái bạn học của mình thời xưa đó chị, nó lợi ích cái chỗ đó. Đúng rồi. Rồi nhờ Facebook mà mình có thể là liên hệ được về với gia đình, là thấy mặt nhau, rồi cho đến là trao đổi về hình ảnh này kia. Đó chị thấy không, cái công nghệ sinh ra để làm gì? Công nghệ sinh ra để là lợi ích cho nhau và để kết nối lại với nhau. Thì bây giờ cái trang của Tuấn Vĩ kết nối yêu thương cũng vậy. Ví dụ như chẳng hạn như chị Nhung, chị Hà thì chỉ có tiếp xúc ở trong cái phạm vi mà mình làm việc với nhau thôi. Đúng chứ rồi. Còn những người ở ngoài người ta làm sao người ta biết chị Nhung, chị Hà là ai? Mà mình muốn cần một người như vậy mình làm sao mình tìm được? Đó, chẳng hạn như bây giờ mình đi cái quận cái bên thấy cái ông kia, không lẽ lại hỏi ổng là ông có muốn làm quen với một người phụ nữ hay không? Làm sao mình biết mà mình hỏi? Thì ở cái chỗ là Tuấn Vĩ kết nối ngày hôm nay thì ai có nhu cầu đó thì sẽ tìm Tuấn Vĩ để kết nối. Thì trước hết là có cái điểm chung là muốn kết nối tình bạn, và những người đó là những người đang còn cô đơn. Và đường chính chính đến để bày tỏ, chứ không có giấu giếm cái gì nữa. Thì nói chung em Hà mới đầu em Hà cũng sợ. Rồi chị mới nói bữa chiều mấy chị em qua ngầu chơi đó, bán nước qua uống á. Nói em Hà coi kết nối yêu thương của Tuấn Vĩ á, hay lắm, cái đó người ta thật lòng. Này kia cái nọ đồ này nọ đồ ta cũng chính xác. Cái mới nói em Hà cũng nói sợ này nọ này kia đó. Chị mới giải nghĩa cho nghe. Rồi bắt đầu xong là mới đồng ý, mới chịu rồi mới kêu đi đó. Nói đâu đó đàng hoàng chứ đâu có làm mai làm mấu mà tầm bậy đâu có được. Thật ra đó chị, thì em xin đính chính một chút xíu.
nói cái chuyện làm mai thì cũng chưa hẳn và chưa đúng, bởi vì ở cái chỗ thế này, em thì may mắn được cái là cô chú yêu thương, và may mắn là Tuấn Vĩ có được cái sự lan tỏa của từ cái trang của mình. Đúng rồi. Thì Tuấn Vĩ kết nối cho đôi bên thì đúng hơn, dùng từ kết nối thì đúng hơn. Còn làm mai thì theo em nghĩ là một, nếu mà làm mai thì cái ông đó khoảng chừng 70 tuổi. Em nếu mà ban đầu sợ á, sợ này kia nói là thì chị mới giải nghĩa cho nghe. Dạ. Này kia là mới không sợ mới đi đó. Dạ. À, đó. Và ý em á là ông Mai đó là cái ông mà tác hợp. À, ông Mai là cái ông mà tới nói Hà ơi, con thích cái thằng này đi, cái thằng này là nó rất là được nè, rồi gia đình nó thì cũng rất là đàng hoàng nè, con rồi. Cứ lấy nó đi, là có cái gì là ông chịu, ví dụ như vậy thì gọi là ông Mai. Gọi này là kết nối là do là hai bên đúng không? Dạ, em là kết nối, đúng gọi rồi. Là đôi bên mà có tâm tư nguyện vọng gì thì em nhờ cái trang của em để cho đôi bên bày tỏ. Đúng rồi. Dạ, kết nối cho đôi bên. Yeah, còn ông Mai là tới rủ á, tới đù á. Đúng rồi. Hôm nay do nó hai bên thôi, dù mình chỉ kết nối về hai bên thôi. Yeah. Còn kia ông Mai là có gì ông Mai chịu. Yeah, là ông Mai gù. Cái kia là ông Mai gù á, còn ông này là kết nối để đôi bên tìm hiểu nhau. Cái kia ông Mai là có ăn đầu heo, ông này không ăn đầu heo. Thì hôm nay vậy, thì chị Nhung cứ bày tỏ cái điều mình mong muốn. Chị bày tỏ thêm cái điều mình mong muốn trong cái buổi gặp gỡ này. Chị sẽ mong cho chị Hà sau này như thế nào, và muốn có một người hàng xóm tốt bụng. Thì về giờ chị cũng mong cho em Hà kiếm được kết nối yêu thương sau này, hai bên kết hợp nhau vừa ý sống đời với nhau chứ. Thì giờ chị cũng có hướng dẫn hay dắt đi xuống đây thì do nơi hai em hai bên thôi chứ. Dạ. Đúng rồi. Thì cũng mong là có thêm một ông hàng xóm tốt. Đúng rồi. Tốt mình qua lại mình trao cho tốt chứ. Làm sao mà thỉnh thoảng kêu Nhung ơi, chị Nhung, đúng nhậu rồi. Nhậu đúng rồi, mà làm sao mà mốt về không kêu mình nhậu luôn cái chết luôn á. Sợ vậy đó, đi cũng hầu hợp vậy đó. Còn mà mai mốt nói với chị Hà, nói em coi đó, chị Nhung vậy là không được rồi đó, này đó, kia rồi là... Không, cũng sợ chứ. Nhiều khi mình xúi đi mà này kia có gì nó đổ thừa mình cũng sợ lắm à. Nói chơi cho vui vậy thôi chứ không có ai cũng lớn là làm gì đâu thừa ha. Nói cho vui chơi. Rồi thì chị Nhung muốn bày tỏ gì thêm thì chị cứ bày tỏ, nếu không thì nhường micro cho chị Hà để chị Hà bày tỏ thêm rồi mình kết thúc buổi trò chuyện ha. Đó thì chị nói cho đã đi, hôm nay chị muốn bày tỏ nhà mở lòng đi, để rồi kéo về dọc đường nói chị Nhung ơi, biết vậy hồi nãy mình nói như vậy, mình nói như vậy. Dạ, hôm nay thì em tới đây là cũng được mãn nguyện rồi. Cũng mong từ khi mà coi cái kết nối yêu thương của anh Tấn Vĩ là cũng mong để xuống gặp anh để cho anh kết nối một lửa còn lại với em. Thì cũng như là hôm nay em tới đây rồi thì em chỉ cần cầu mong làm sao mà có một người nào đó ở nơi nào thì có thương yêu em á, thì cứ liên hệ với anh Tấn Vĩ. Đúng rồi. Thì anh Tấn Vĩ sẽ liên hệ lại cho em biết. Thì em cũng chỉ cầu mong vậy thôi. Nói chung thì Vĩ á, thì cái hướng sắp tới đó thì là Vĩ, nếu ai mà muốn kết bạn với chị thì sẽ liên hệ với Tuấn Vĩ. Và Vĩ sẽ có cuộc trò chuyện giống như ngày hôm nay. Và Vĩ sẽ gửi tới cho chị xem. Đó. Thì nếu chị đồng ý thì em sẽ cho số điện thoại của đôi bên để đôi bên liên lạc để tìm hiểu nhau. Và trong quá trình tìm hiểu mà chị có yêu cầu hoặc là nhờ Tuấn Vĩ đưa đến nhà của anh ấy chơi thì Vĩ sẽ sẵn sàng đưa chị đến nhà anh ấy. Hoặc là anh ấy muốn lên nhà chị chơi thì Tuấn Vĩ sẽ hỗ trợ là đi cùng và lên nhà chị chơi. Đó, ví dụ như vậy. Thì nói chung là đây nó chỉ là mới bước một. Còn những bước tiếp theo nữa. Bước theo nữa là tìm hiểu. Còn bước cuối cùng là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nói chung là mình thì cũng tới cái tuổi này rồi thì cũng không cầu mong là phải nhất bái thiên địa. Nói vậy thôi chứ phải có chứ, không lớn thì nhỏ chứ. Thì như là có nhưng mà mình cũng không có phải đòi hỏi là phải tới mức độ mà giống như là tuổi trẻ xưa được. Ok chị. Thôi em hiểu rồi. Vậy thì cuối cùng thì chị gửi tới lời chúc cho cô chú anh chị trong buổi trò chuyện này.
Thì thôi em cuối cùng là em cũng xin chúc cô chú, anh chị và các bạn, cộng đồng mạng và kênh Kết Lối Yêu Thương của anh Tuấn Vĩ là được mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Yeah. Em chúc gia đình anh Tuấn Vĩ là mạnh khỏe và phát tài phát lộc. Yeah. Và hạnh phúc nhiều nhiều. Yeah. Ok. Rồi vậy dạ. Vậy giờ đây chúng ta xin kết thúc buổi trò chuyện chị ha. Cảm ơn hai chị rất là nhiều. Thì hôm nay như vậy em cũng xin được nói lên cái cảm xúc của mình. Trước hết là em rất là rất là hiểu cái thành ý của hai chị đã từ xa xôi mà đã vượt đường xa đến đây, thì coi như là đó là cái thử thách đầu tiên. Thử thách đầu tiên mà hai chị rất là nghiêm túc trong cái vấn đề là đến để mà chia sẻ những cái điều này. Cho nên là Tuấn Vĩ rất là quý điều đó, Tuấn Vĩ xin ghi nhận. Thì thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta cũng vừa trò chuyện với hai chị là chị Nhung và chị Hà. Thì hôm nay chị Nhung là người bạn đi cùng chị Hà đến đây thì muốn bày tỏ là muốn kiếm một ý trung nhân để đôi bên cùng kề vai sát cánh cũng như là xây dựng hạnh phúc gia đình. Nên anh nào, chú nào, ôi quên nữa, muốn kiếm người chồng thì là khoảng tuổi bao nhiêu nữa? Khoảng tuổi bao nhiêu vị chưa có hỏi. Em cũng như là muốn người chồng đó hơn em độ từ 4 tới 5 tuổi. Hoặc là nếu có kém thì cũng kém từ 1 tới 2 tuổi thôi. Chứ còn nói chung là em cũng phải lo cho một người chồng trước đã ra đi sớm quá rồi. Em cũng sợ. Cho nên là năm nay chị 48 thì lấy anh đó khoảng chừng 55 độ lại gì đó ha. Khoảng đó. Hoặc là nếu mà có người mà trẻ tuổi có người mà lỡ mà có người trẻ tuổi hơn chị thì nhỏ hơn được khoảng mấy tuổi thì chị chấp nhận được? Thì nhỏ hơn em là khoảng chừng tới 2 tới 3 tuổi. Dạ, 2 tới 3 tuổi. Nhỏ quá sợ người ta nói lái máy bay ha. Mang tiếng lái máy bay. Dạ đúng rồi. Nhỏ 4 tuổi của mình thường. Nhỏ quá thì mình thấy nói chung là mình cũng không xứng với người ta. Nên là em cũng không có muốn nhỏ quá. Em hiểu rồi. Thưa các cô chú và các anh chị, qua đánh giá sơ bộ đó thì thật sự là Tuấn Vĩ rất là cảm ơn hai chị. Rất là cảm ơn hai chị. Và Tuấn Vĩ nghĩ là nếu mà ai mà làm chồng của chị Hà thì chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Bởi vì qua cái tính cách và qua cái đối xử với nhau thì Tuấn Vĩ thấy là chị Hà là một mẫu người mà chính Tuấn Vĩ, nếu mà Tuấn Vĩ trước đây khi chưa lập gia đình đó, thì Tuấn Vĩ cũng thích những người như chị Hà. Tuy rằng là cái tuổi tác thì nó có chênh lệch với Tuấn Vĩ, nhưng mà gọi là cái mẫu người đó thì Tuấn Vĩ thích cái mẫu người như vậy. Đó là Tuấn Vĩ nói chân tình. Nên là nếu nếu mà chú nào, anh nào mà muốn liên hệ với Tuấn Vĩ để kết nối với chị Hà thì chúng ta sẽ gặp nhau tại thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp để chúng ta có cuộc ghi nhận và trao đổi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, và cuối video cũng như thường lệ mong quý vị đừng quên đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ để theo dõi những video mới. Sau này có những cái video mới của chị Hà cũng như là những nhân vật khác, Tuấn Vĩ sẽ cập nhật lên cho các cô chú và các anh chị chúng ta cùng kết nối. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt.